100.000 đồng giá khởi điểm 100. Bây giờ Khoa, anh Tỷ đang chờ anh Kỳ. Có mặt tại Việt Nam vào năm 1945. Sản phẩm của anh Nam Phong quá trình sử dụng. Nếu quý vị có trục trặc cứ gọi điện cho người tham gia đấu giá và họ sẽ có cách để bảo hành sửa chữa cho quý vị. Để quý vị giao dịch sau khi giao dịch thành công. Hai, Khánh ơi, chuẩn bị xem nào. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho 629221 bộ ấm trà bằng một ấm và 2, 3, 4, 5, 6 cái tách trà trà nhâm nhi vào buổi sáng được. Hoặc là các anh các chị đang đi chơi cao du tại cà phê cao hơn là cô hàng về cô chỗ rồi cũng rất hài lòng và bây giờ gặp lại và đó là làm tất cả. Không đồng. Tôi đã là anh Tỷ 500.000 đồng. Lần thứ 5. Đứng lên. Đâu có chơi mà. 1 triệu. Bao nhiêu? 1 triệu. Anh
Rồi anh ơi, cơ duyên nào dẫn anh đến buôn bán tại đây ạ? Thì hàng ngày đấu giá được nhiều không anh? Đấu được chứ, một ngày phiên chợ này thường thường cũng có một số ta cũng ra giá từ... Mình sẽ có những cái món đồ nào mà anh săn lùng rất là khó không ạ? Dạ. Cái này đâu nhiều số dâu chứ. 18, bây giờ vẫn bán 2 triệu. Bây giờ anh quay trở lại mặt sau kia mua đen. Nếu không ai trả giá cao hơn thì anh Phương sẽ là chủ sở hữu. Xin mời anh Kỳ, đại diện anh Kỳ lên giao sản phẩm của anh Kỳ ơi. Rồi đây, xin mời đây, đây. Rồi, cái này tôi sẽ đấu giá cái rồi. Tôi xin tiếp tục lên đấu giá một con chim đại bàng. Được đứng tay một tay, chứ không phải là con đá cối, chứ không phải là đá mà đá bột. Thank you.
mời anh Tuấn lên cùng với đoàn giám của tôi như vậy. Và một người sáu. Và anh Nam là được thay hơn nữa. Đây là một cuối cùng, cũng còn một cuối thứ hai. Tức là cái quay này nằm em vô hai đồ. Rồi, còn nhà đã kết thúc. Chúng tôi xin mời người khảo sát cái... Em ơi, đây nhà vệ sinh ở đâu vậy? Rồi, tôi xin được các cái lên đất qua bên. Thì được tôi sẽ quay trở lại. Rồi, bây giờ là phiên đầu giá. Đến chắc đủ. Thời điểm 100.000 đồng. Đây.